trái nè, cái miếng xoài nè. Tại sao vậy? Đấy là cái chỗ người ta làm bếp. Nè, cô Nami cười nha. Bây giờ phạt. Đứng đây cho tôi. Đứng im ở đây. Đứng im đó. Cô cười nó đi cô, nó hư quá. Không cho nó ăn nó đái ra. Dịnh tay vô, hai tay vô. Cầu cứu chứ. Đừng có cầu cứu ai hết. Chùm đá bậy. Ông chùm trong ngành công nghiệp đá bậy. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Chris The Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với series Tối nay ăn gì cùng với Nami Swan. Và hôm nay thì chúng ta sẽ ăn chân gà sốt Thái, mà trong đó là có xoài non nè, chúng ta có cốc non nữa nè. Trời ơi, nói tới là thôi chảy nước miếng rồi. Và những cái nguyên liệu này cũng rất là dễ tìm kiếm các bạn à. Mình biết là dạo gần đây thì chúng ta rất là khó khăn khi mà phải mua thức ăn, thực phẩm tùm lum. Thì mình suy nghĩ tới những cái món nào mà nó dễ làm, dễ tìm kiếm nguyên liệu nhất để mình làm cho các bạn coi ăn cho đỡ thèm hen. Rồi, vô. Rồi, nguyên liệu cần có là gì? Quan trọng nhất là gì? Chân gà rút xương. Hoặc các bạn nào mà muốn ăn chân gà có xương cũng được, không sao hết. Chân gà rút xương là thịt gà, còn chân sườn rút ra là thịt heo. Nói lái lại thôi là nó khác liền. Rồi, chúng ta một dĩa chân gà rút xương. Này là 1 ký xả nè, gừng nè, đường, tương ớt, nước mắm, me. Hũ này là gì? Xoài non, cốc non. Không thể thiếu đó là ớt bột. Và một Nami. Không có trong thực đơn. Rồi, cái chân gà rút xương á các bạn, thì ở trong này nó sẽ không có phần xương. Hiển nhiên là rút rồi mà làm sao có được. Đó, thì chúng ta sẽ gọi là khi mà chúng ta chế biến xong á, ăn nó sẽ một cái một luôn. Đó. Đó, còn bạn nào mà thích có xương cũng nó cũng hay ở cái chỗ là ví dụ mà có xương là mình ấy xong cái ăn còn cục xương không chấm mút phê lắm. Đó, con này là mình ăn hết vô miệng luôn. Vợ mình thì bà thích ăn rút xương, còn mình thích ăn có xương, cho nên là phải chịu thôi, không là ngủ sofa. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đem dĩa gà đi luộc. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ mở bếp lên. Maximum. Không cho chân gà vô trước nha. Nước sôi, chân gà mới vô. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ gừng và xả vô trước. Thì khi mà cái nước này sôi lên á là nó sẽ dậy cái mùi, tính kêu là bốc mùi, mà bốc mùi là mùi thúi mới xài từ bốc mùi đó, dậy mùi thơm lên thì chúng ta mới cho chân gà vào. Rồi, chờ thôi. 12 seconds later. Rồi, như các bạn đã thấy thì nước ở đây cũng đã sôi, thì chúng ta bắt một cái ấm nước sôi lên để chúng ta bắt đầu lấy cái nước me đó. Mày là nó chua đã không nghe. Sao nó dính dữ vậy nè. Dính bé. Yêu em nha. Yêu em nha. Vợ chồng mình á là không có cảm ơn các bạn. Cảm ơn nghe nó người dưng lắm. Quyết định chung đó là ví dụ mà thay vì cảm ơn thì sẽ nói là yêu em, yêu anh. Từ hồi mới yêu rồi á. Tại vì nghe ví dụ mà người yêu mình làm cho mình cái gì á, cái kêu cảm ơn em, cảm ơn anh nha. Nghe nó ngoài đường lắm, người dưng lắm. Đó, dầm da. Cái me này các bạn, ngày xưa á,
mẹ mình làm á, cái mình dầm ra, cái mình lấy hộp me mình ăn. Trời, má nó dở nha. Tưởng là giống cái me mà mình ăn ở ngoài á. Ờ, nhưng mà thật ra không phải đâu. Cái me này là chỉ để lấy nước me để chế biến thôi, ăn được, ăn nó dở. Me này mấy gì vậy? Nấu canh chua. Me này chắc khởi me á. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ để ngâm, để xíu nữa nó ra nước rồi chúng ta lấy cái tinh chất. Ăn meo. Ăn meo. Ăn thì bắt tay. Tay kia. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ăn hả? Ăn được cái gì mà ăn? Cái vỏ không à? Tại sao vậy? Tỉnh. Đấy là cái chỗ người ta làm bếp. Nè, cô Nami cười nha. Cười cái thằng tổn hư nha. Bây giờ phạt. Đứng đây cho tôi. Đứng im ở đây. Đứng im đó. Rồi. Đừng có địa cô Nami nữa, ghiền lắm. Quay vô, quay mặt vô. Nhìn gì nhìn theo Nami luôn chứ. Cô cười nó đi cô. Nó hư quá. Không cho nó ăn me nó đái ra. Vịnh tay vô, hai tay vô. Cầu cứu chứ. Đừng có cầu cứu ai hết. Chùm đá bậy. Ông chùm trong ngành công nghiệp đá bậy. Rồi nước cũng đã sôi rồi các bạn ơi. Cho gà vào. Rồi chúng ta sẽ luộc nha. Nắp lại. Trong lúc mà chờ cho chân gà nó chín á thì chúng ta sẽ đi gọt cóc, gọt xoài các bạn ơi. Rồi trái xoài non đó, ở nhà mua con dao bào gọt cho nó nhanh. Mấy bạn nữ thì gọt là chuyên nghiệp hơn mấy bạn nam, nên là có thể gọt bằng dao kia, gọt dở dở như tôi á, chơi dao bào dù nó cũng đi cũng khá nhiều phần thịt. Dao bào giống như người ta xài dao thường á. Sao vậy? Người ta gọt xẹt 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 xẹt. Dạ xẹt 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 nè. Hôm qua xẹt 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 rớt ngón tay ra luôn. Rồi tới cóc các bạn. Cóc á, không biết là các bạn có thích ăn cóc chín không? Vợ mình không thích ăn cóc chín. Cóc chín nó mềm mềm á. Nhưng mà nó ngọt, nó thơm. Cóc là bị chua mới ngon chứ. Nhưng mà chồng thích ăn xài chua, em thích ăn xài ngọt vậy đó. Đó, coi kỳ không? À, ăn cóc thì thích ăn sống, ăn xoài thích ăn chín, ăn cơm tấm thích ăn nước tương. Hả? Coi tức không? Không. Cơm tấm mà ăn nước tương là coi như là sỉ nhục món cơm tấm rồi đó má. Ủa mắc gì sỉ nhục? Sở thích mọi người, khẩu vị mọi người. Giống như ăn bún đậu mắm tôm mà không có mắm tôm vậy, ăn với tương. Sao đâu? Sao đâu hả? Sao đâu? Khùng. Nè, đó, đây là hai trái mẫu ví dụ. Tôi gọt hơi xấu, đó, cho vợ tôi gọt. Xíu nữa cho vợ tôi gọt. Đó, bỏ cái phần xấu đi, rồi đó. Được hai trái thành phẩm. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái xô nước đá. Để làm chi? Chúng ta bỏ cái chân gà vô đây, cho nó nguội. Rồi với lại cái thịt của nó thun 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 là ăn nó mới sướng. Đó, ăn nó mới giòn. Đó, nãy là chân gà tre mà giờ nó thành là chân gà gì mà cái con gà gì mà có cái chân bự bự đó. Gà trọi. Giờ thành con gà chín cửa rồi. Ngựa chín hồng lờ mau rồi. Rồi, giờ đừng làm gì hết, để im. Rồi, bây giờ thì trợ lý vợ đã gọt cho mình xoài với cóc xong hết rồi nè các bạn. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tới cái công đoạn là chặt nó ra. Thì chúng ta lấy cái dao nào nhỏ nhỏ chặt ra cho an toàn ha. À đó. Đó. Cóc thì chúng ta chặt đôi. Xoài thì chúng ta chặt như thế này nhá. Đó, xoài non. Mình sẽ cắt khoanh. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm hết cái đống này ha.
Rồi thì bây giờ là tới công đoạn quan trọng nhất của cái món này là làm nước sốt. Thì các bạn biết là bất kỳ cái món ăn nào thì nước sốt nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà các bạn làm fail cái bước này thì chân gà dơ ẹp. Rồi đây là chén nước cốt me hồi nãy. Rồi chúng ta sẽ nhớ công thức nha. 3 muỗng tương ớt, 3 muỗng đường. Cái này mình sẽ múc khoảng 6 muỗng, tại vì muỗng này muỗng nhỏ. Rồi 3 muỗng nước mắm. Các bạn lấy kiểu giống như là muỗng mà các bạn đông á, bao nhiêu thì các bạn cứ lấy bằng như vậy. Rồi bột, tùy theo các bạn ăn ớt nhiều hay ít thôi. Mình lấy khoảng 1 muỗng. Sau đó chúng ta khuấy đều lên, chúng ta sẽ có cái hỗn hợp này rất là thơm. Cái mùi me, những cái mùi tương ớt đó, nó dậy lên, kèm theo cái mùi ớt bột nữa. Rồi, giờ chúng ta bắt chảo lên ha. Rồi chảo nóng lên, cho dầu ăn vô. Dạ, sắp hết dầu ăn rồi nè. Đó, phải dắt cái chai. Tập tạ để làm gì? Để dắt những cái chai dầu này tới giọt cuối cùng. Rồi, ta sẽ chờ dầu nóng. Để chúng ta check coi dầu có nóng chưa. Chúng ta đưa đầu đũa xuống. Đó, dính một cái giọt nước bắn vô cái là xì cái là phỏng. Đó là nguồn nha. Thì chúng ta sẽ cho hành tím vào. Các bạn giữ lại xả nhé. Tại vì xả nếu mà chúng ta ấy luôn á thì nó sẽ bị mềm lắm. Mình thích làm kiểu giống như là nhai cái xả nó giòn 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 á. Ở trong cái đó này thì nó sẽ ngon. Phi cho hành chín vàng lên. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ lấy cái nước sốt mà nãy chúng ta chuẩn bị đó, ta cho vào. Nhẹ nhàng thôi. Đó, cho một cái thôi nha. Chứ đừng để mà kiểu nhát tay làm tới làm lui, làm tới làm lui nha. Rồi, đúng lúc này chúng ta nhỏ lửa lại nha. Nãy là chúng ta để lửa lớn đúng không? Đó, thì đây để lửa trung bình. Đó, chúng ta khuấy đều. Mai cái mùi. Khi nào mà chúng ta biết nó vừa, đó là khi mà chúng ta thấy chó nhà chúng ta nhìn lên, đúng không? Phải không Tĩnh? Vừa chưa? Đó, nói chung là cái sốt này nè, khi mà nó sệt lại thì chúng ta thấy là vừa. Đó, bắt đầu nó đang sánh. Chạy may quá. Nghe thôi là chảy nước miếng rồi. Thơm quá hả Tĩnh? Thơm không? Chạy miếng. Thằng này là ông trùm ăn bắp rang bơ. Các bạn nhớ mà cái video mà cái chai bắp bự không? Đó, nó lấy nó ăn. Rồi, chúng ta nhìn nè. Đó, khi nào nó kẹo giống như vậy là vừa đó các bạn. Đó. Và chúng ta nhớ là trong lúc mà nó sôi á thì phải đảo đều nha. Đứng mà tét cái đuổi ra nè. Đó, như hai chân đó. Hai chân mà tập bơi vậy đó. À, vậy nè. Đó, là nè, sao nó không dính chảo. Tại cái có đường mà, có đường các bạn. Mà để mình dính chảo là cái là caramel luôn đó. Ừ. Làm kẹo luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lấy cái thịt gà đã vớt ra nè. Đó. Nami có thèm không Nami? Đó. Nhiều bạn nhìn Nami cũng thèm chết. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trộn tất cả mọi thứ lại với nhau. Đó. Gà. Rồi, chúng ta có cốc xoài ha. Xoài lên. Đây, nước sốt của chúng ta đây. Đó, nó sánh lại. Các bạn nhớ là để cho nó nguội nè các bạn nhé. Rồi, đây, cái xả mà mình nói nè. Rồi, ta sẽ trộn đều lên nha các bạn. Mà trộn đều vậy nè. Đó. Xong thì các bạn nhớ là xíu lại. Xong rồi chúng ta sẽ để khoảng nửa tiếng tới 45 phút cho nó ngấm. Chứ đừng có ăn liền nha. Ăn liền là chưa ngon đâu. Đó, phải cho cái gà nó vô cái sốt nè. Rồi xong rồi xoài nó ngấm vô nè. Đó. Cóc ngấm vô nè. Rồi ăn nó mới tê chứ. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái ống gói, ống gói nó lại. Đó.
cho nó. Các bạn nào thích ăn lạnh thì cho nó vào tủ lạnh ha. Còn mình thích để đây đó. Rồi chúng ta sẽ đợi khoảng 30 phút sau đó chúng ta quay lại ăn. 12 seconds later. Đây các bạn à, chờ nửa tiếng rồi. Chạy hết nước miếng. Đây chúng ta sẽ mở ra thưởng thức thành quả à. Các bạn thấy nè, cái miếng xoài, miếng gà, miếng xoài ướm đều lên nè, chưa, miếng chóc nè. Giờ mình sẽ thưởng thức trước miếng chóc nha. À quên, mời các bạn. Nó rất là đặc. Có cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua. Rất là nhiều vị luôn. Vô cái cốc nữa. Làm cái nước chấm này thôi mà chấm cái cốc thôi cũng đủ. Chết thèm. Giờ tới miếng gà thấm ghê chưa. Gà nó béo, nó giòn giòn, ăn sực 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 sực, chấm miếng sốt. Bạn ăn không? Gà xoài cóc. Dạ. Cho miếng béo bở nè. Đó. Chúng ta trộn chung để làm gì? Trộn chung để chúng ta gộp, chúng ta ăn chung. Đó. Xoài cóc nha. Cầm miếng gà lên nha. Chúng ta làm gì? 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 Trời mày, muốn bùng nổ khoan miệng. Quá là nhiều cái vị đó. Cái vị nó trộn mặn với nhau, chua ngọt cay béo giòn. Cái này ăn mà ngồi cái phim ăn chẳng hơn. Vừa làm xong cả nhà ngồi coi phim ăn à. Ngon à. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì hãy chạy nước miếng đi. Và để mình đạt được 10 triệu sub thì các bạn nhớ bấm nút like, bấm nút subscribe và hãy bấm nút cái chuông để có những video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn liền ha. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.